Xin chào tất cả các bác nhé. Em Huệ, hàng bãi thông máy hôm nay thì có giảm giá một số mặt hàng và có bao ship một số mặt hàng cho các bác nhé. Đấy, các bác mua hàng giá trị trên 300.000 đồng thì em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đấy, với các bác xem video của bên em, đấy, thấy những cái mặt hàng nào mà bên khác bán rẻ hơn, bên em sẽ cam kết bán rẻ hơn thêm cho các bác nhé. Các bác cứ chụp hình ảnh bằng chứng gửi qua Zalo cho bên em sẽ bán rẻ hơn những bên khác luôn cho các bác nhé. Có bao ship luôn cho các bác với đơn hàng trên 300k trong video ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, mã đầu tiên hôm nay đó là mã T25 các bác này, có giá là 200.000 đồng. Ở đây thì em có những cái ống co, cái ống này có thể lắc được các bác nhé. Đấy, nó là ở trong nhà máy thì họ làm được những cái ống chống rung giật. Đấy, ví dụ các bác hay luồn dây điện hoặc làm cái gì đó này, ở những khúc cong này mà máy hay lắc này, nó sẽ giãn nở cái sợi dây điện thì có thể luồn qua dây điện ở bên trong nhé. Đấy, để làm nhé, để tránh rung lắc hoặc là ảnh hưởng nhé. Hoặc là các bác có thể là kết nối với đoạn ống này, có thể để cong một chút này, lệch một chút này. Đấy, rất là ok các bác nhé. Đấy, đường kính của nó sẽ là 11cm này, đường kính bên ngoài này. Đường kính bên trong ở đây sẽ là 7cm nhé. Và chiều dài ở đây sẽ là 21cm. Cái chiều dài này thì em chỉ đo khoảng thôi nha. Các bác có thể ép nó lại này, cho nó ngắn lại này, hoặc là kéo nó ra cho nó giãn ra được này. Đấy, mã T25 là 200.000 đồng một ống cho các bác nhé. Tiếp theo là mã T26 này, có giá là 180.000 đồng một ống. Ống này thì kích thước của nó cũng là 11cm đường kính này, lỗ bên trong cũng là 7cm này, và chiều dài ở đây là 24cm nhé. Đấy, cái ống này với ống này thì nó giống nhau nhưng mà nó không lắp vào nhau các bác nhé. Vì do là đây, cái ống này nó không có lỗ và cái ống này nó có lỗ bắt này. Đấy, ống này thì kích thước đường kính nó như nhau nhưng mà nó khác nhau một cái là cái có lỗ và cái không nhé. Đấy, thế nên cái này nó không bắt được vào cái này đâu, nó không phải là đi cùng đâu các bác nhé. Chỉ là nó tháo trên một máy thì là kích thước nó như nhau thôi. Đấy, mã T26 là 180.000 đồng một chân một ống nhé. Các bác có thể về làm chân đế này, những cái ống thông thoáng này, đấy, ống cống này, các bác đặt âm tường những cái ống cống này thì cũng rất là ok các bác nhé. Tiếp theo là mã T27 này, có giá là 250.000 đồng một cặp ke nhôm, cặp ke hình chữ L này. Ở trên thân thì sẽ có những cái lỗ đã được khoan sẵn rồi các bác nhé, có những cái lỗ đã được khoan sẵn này. Một bên chiều dài của nó sẽ là 24 và một bên sẽ là 22 nhé, 24 × 2. Cái bản này là bản 4cm này, bản 4cm, và độ dày của nó sẽ là 1,2cm nhé, 12mm. Đấy, một cặp mã T27 này có giá là 250.000 đồng. Đây, hình thức nó như trên video các bác nhé. Tiếp theo là mã T28 này, có giá là 250k một cặp nhé. Đấy, vẫn là những cái cặp ke chữ L thôi các bác. Chiều dài của nó sẽ là 33,2cm này, chiều dài này. Chiều này sẽ là 25,7 này. Ở bên trên thân này nó cũng là 4cm nhé, 4cm, và độ dày là 1,2cm nhé. Đấy, cặp ke chữ L này giá là 250.000 đồng một cặp nhé, 250.000 đồng một cặp. Đấy, cặp này thì cái màu của nó có khác nhau một chút các bác nhé. Đây, đấy, cái màu của nó có lệch một chút, khác nhau một chút nhé. Đấy, mã T28 các bác nhé, 250.000 đồng một cặp. Đấy, tiếp theo là mã T29 này. Đấy, cặp này thì kích thước giống nhau nhưng nó lại khác nhau về lỗ các bác nhé. Đây, cặp này thì một bên thì nó sẽ có lỗ nhiều và một bên thì sẽ ít lỗ như này. Đây, đấy, nó sẽ khác nhau, bên này có lỗ, bên này không. Còn những cái phần lưng này và phần đế thì kích thước nó không giống nhau nhé. À, kích thước nó không khác nhau là không khác nhau đâu các bác nhé, là nó giống nhau này. Đây, cái lỗ này nó cũng đều nhau này. Đấy, chỉ có khác là một bên này nó lắp thêm thiết bị thì họ khoan thêm lỗ thôi. Một chiều của nó sẽ là 28cm này, một chiều sẽ là 21. Cái bản này vẫn là 4cm nhé, bản này là 4 và bản này là vẫn là 1,2cm độ dày này. Mã T29 giá là 200.000 đồng một cặp nhé. Mỗi loại này em chỉ có một cặp thôi, mỗi loại ke này thì em chỉ có một cặp thôi các bác nhé. Tiếp theo em có một cái cặp
mở cửa này, gặp như những cái cánh cửa ở Aero Window họ hay có đấy, có nghĩa là mở ra này, mở ra cái là nó dừng lại nhé, mở ra cái là nó dừng lại ở bên ngoài này, mở ra là nó dừng lại này, sau khi các bác phải đẩy cao lên xong các bác đẩy lại thì là nó mới gập lại này. Đấy, cái kiểu cơ cấu của nó nhé. Nhưng mà hàng này thì là hàng inox của Nhật, rất là dày dặn. Con này dày, những cái thanh này của nó dày tận 3mm này. Đây, cái thanh này dày tận 3 nhé. Đấy. Đấy, cái này, cái cặp này là cặp của Nhật này. LAMP của Japan này, inox 304 nhé, SUS 304 này. Đây, nó có tin Japan ở đây các bác nhé. Đây, hàng tháo máy. Đấy. Em có 3 cặp nhưng mà một cặp nó bị, có một cái nó bị cong rồi. Cái này thì về nắn lại được các bác nhé. Em có 3 cặp, ở đây 2 cặp, ở đây 1 cặp, nó là 3 cặp này. Còn 1 cặp này thì nó bị cong. Bác nào mua trước thì sẽ có cặp đẹp, các bác mua 1 cặp trước thì sẽ có cặp đẹp, còn các bác mua 3 cặp thì cái này thì về nắn lại được các bác nhé. Các bác dùng eto kẹp lại, các bác ép lại là ok thôi. Đấy, mà T30 giá là 200.000 đồng 1 cặp nhé. Đây. Chiều dài của nó này. Đấy, em tính cả phần đế luôn các bác nhé. Tính hai cái phần đế này luôn cho các bác này, nó là 27 cm nhé, 27 cm. Cái bản rộng này của nó là 2,5 này, và độ dày của nó sẽ là 1,2 cm nhé. Đấy. Hàng của Nhật, inox 304 nhé, mà T30 200.000 đồng một cặp, và em có 3 cặp các bác nhé. Tiếp theo là mã T31 này, giá là 80.000 đồng. 80.000 đồng một cái đồng hồ đo áp suất. Đấy, đồng hồ đo áp suất khí các bác nhé. Ở đây nó có ghi là UC no oil và water này, có nghĩa là không sử dụng cho dầu và nước nhé. Đấy, con này thì đồng hồ áp này là 10kg trên cm khối này, 10 cân nhé, áp 10 cân. À, 10kg trên cm vuông nhé, quên. Đấy. Hoặc là 1 MPa này, MPa là cái vòng ngoài, còn cân thì kg thì nó đo ở vòng trong các bác nhé. Đấy. Hãng con này thì là của Nhật này, của Tokyo này. Đấy. Hãng của Tokyo sản xuất này, có cái số seri dập chìm ở bên dưới nhá. Và đằng sau này có một cái dãy chữ tiếng Nhật ở đây này, và tháo trên máy của Nhật luôn các bác nhé. Con này thì là sử dụng khí rồi các bác nhé, đồng hồ khí áp suất khí rồi các bác nhé. Đấy, cái gen này thì các bác nếu mà về không sử dụng được thì các bác mua cái đầu chuyển đổi sử dụng sang cái gen khác thôi. Đấy, rất là ok nha, những cái gen của máy khí nén thì có thể chuyển đổi. Các bác có thể mua bất cứ đầu trên ở khu tiệm điện nước cũng có những cái đầu chuyển đổi nhé các bác nhé. Đấy. Đường kính của cái đèn này nó sẽ là 5, à đường kính của cái đồng hồ này nó sẽ là 5,5 cm các bác nhé. Giá 80.000 đồng một cái này, mã T31 các bác nhé. Tiếp theo thì em có những cái chuông báo này, chuông báo của Hàn này. Đấy. Chuông báo này thì các bác sử dụng điện DC 24V này, cấp nguồn vào đây. Thì ở bên trong này nó có một cái motor này, có một cái motor này nó sẽ gõ vào đây này. Đấy, nghe nghe keng keng, em tay em gõ thì nó như thế thôi, nhưng mà khi các bác cố định lại, các bác treo lên thì nó kêu rất là hay các bác nhé, nghe tiếng như tiếng chuông ấy. Đấy. Mà T32 giá là 180.000 đồng các bác nhé, DC 24V cho các bác nhé. Đấy, em có 2 cái này. Đấy. Tiếp theo mã kéo hơi các bác nhé. Kéo hơi này giảm giá xuống còn 90.000 đồng một cái cho các bác này. Các bác cấp hơi vào đây thì là nó đóng cắt ở đây thôi. Ở trong nhà máy thì họ cắt vải, còn về nhà thì mình sẽ cắt được cả những cái ống nhựa các kiểu nhé. Và mình có thể là cắt những cái thép mỏng vẫn được nhé, cắt những cái thép mỏng vẫn được, chứ cắt thép dày không cắt được đâu các bác nhá. Đấy, cắt thép mỏng khoảng như cái thước này thì là ok này, cắt thép mỏng là được. Cắt thép dày thì các bác lưu ý nhá, khả năng nó bị mẻ là cao hơn vì trong nhà máy thì họ là cắt vải mà. Đấy, mà T33 nhá, 90.000 đồng một cái các bác nhá. Tiếp theo là mã T34 có giá là 150.000 đồng một cái này, hôm nay giảm giá xuống cho các bác này. Đây là con khởi động từ Siemens của Đức nhé. Đấy, khởi động từ Siemens của Đức này, Made in Germany này. Con này là 18A nhé, giá là 150.000 đồng. 150.000 đồng. Con này là coil DC 24V nhé, các bác cấp điện 24V thì coil nó đóng ngắt. Các bác có thể sử dụng điện 1 pha, 2 pha đều được các bác nhé. Đấy.
Mã T34 150.000 đồng một cái các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là mã T35 này, vẫn là những con khởi động từ 18A thôi. Con này thì lại coi sử dụng điện 220V nhé. Đây, cấp 220V vào đây thì nó đóng ngắt ở đây 18A nhé. Đấy. Giá là 150.000 đồng, cũng giảm giá xuống cho các bác nhé. Mã T35. Đấy. Tiếp theo là mã T. Đây là em ghi nhầm mã một chút nữa này. Con này là con LS32A các bác nhé. 32A nhé. Hôm nay giảm giá xuống cho các bác còn 250.000 đồng nhé. Cái mã này thì các bác ấy nhé, tại vì em ghi trùng mã với cái mã này rồi. Đấy, con 32A nhé, 250.000 đồng cho các bác nhé. Đấy, giảm giá rất là sâu xuống cho các bác. Tiếp theo là mã T36 nhé, sẽ là 450.000 đồng. Con này là 50A nhé, con này siêu to 50A. Vẫn là coi 200 hoặc 220V các bác này. Coi 200 hoặc 220V này. Mã T36 nhé, giá là 450.000 đồng. 50A các bác nhé, rất là to này. Đấy, cọc đồng và cắt dây còn nguyên ở đây cho các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là mã T37 này, cũng là 450.000 đồng này. Con này 65A luôn các bác nhé, 65A, nhưng coi của nó là coi DC 24V các bác này. Các bác cấp nguồn DC 24V thì là các bác đóng ngắt được cho nó nhé. Đấy, đóng ngắt vào đây 24V vào đây, 65A 450.000 đồng. Đấy. Mã T37 các bác nhé. Tiếp theo là mã T38 này, có giá là 30.000 đồng. Ở đây thì em có một cái con relay nhé. Đấy, relay coi DC 24V nhé, công suất là 25A, giá là 30.000 đồng một con các bác nhé. Đấy, mã T38 này. Tiếp theo là mã T39 này, có giá là 80.000 đồng. 80.000 đồng một con AS 20A, AS chống giật của Sin các bác nhé. 80.000 đồng, AS chống giật của Sin. Đấy, 80.000 đồng một con 20A các bác nhé, mã T39 này. Tiếp theo là mã T40 này, giá là 100.000 đồng này. Con này là 32A này. 32A thì các bác có thể làm tổng gia đình được các bác nhé. Tổng gia đình được. 20A thì các bác sử dụng một ít cho những cái thiết bị như bình nóng lạnh các bác nhé. Đấy, 100.000 đồng con 32A các bác nhé. Tiếp theo là mã T41 này. Ở đây thì em có những cái báo chốt cửa nhé. Cái này thì nó cũng có tác dụng giữ lại cái cửa cho nó đỡ bị bung ra thôi. Đấy, và nó có tác dụng thêm là báo này, đấu dây điện ra sẽ báo ra đèn. Ở trong nhà máy là nó ở những cái cánh tủ máy móc ấy, thì khi mà mở cửa ra thì ở bên trên nó sẽ kết nối đến cái đèn báo, là cảnh báo là cửa đang mở nhé, để cho người nhân viên biết là cửa có mở hay không. Thì các bác có thể về để chế ra những cái này nó cũng có tác dụng giữ cửa nhé. Khi mà cửa lỏng thì nó không bao giờ nó mở hết ra được đâu. Đấy. Đó, cũng có tác dụng mở cửa cho các bác nhé. Các bác về đấu điện với những cái còi báo hoặc là những cái còi báo hoặc là cái chuông báo thì là rất là ok các bác nhé. Giá 80.000 đồng một cái này. Hàng này hàng Omron của Nhật các bác nhé. Hàng Omron này của Nhật này, Made in Japan này. Đấy, cái này thì với cái này thì nó cũng như nhau, nhưng mà nó khác nhau một chút. Con này thì là của Ý sản xuất nhé. Ý sản xuất. Đấy, nó khác nhau một chút về cả cái công suất nữa nhá. Con này thì là 3A 240V, nó chịu đựng được công suất là 600W này. Rồi con này chịu được là 5A. Đấy. Có phải 5A à, con này cũng là A. Con này là cũng 3A các bác nhá, nhưng mà 3A lên được tận 400V cơ. Đấy, có nghĩa là 43 cũng là 1200W các bác nhá. Con này là sử dụng được chịu được các điện áp cao của 380V cũng được này. Con này Pizzato của Ý và con này Omron của Nhật nhé. Đấy, con này thì một con là 80.000 và một con 100.000 nhé. Con của Nhật T41 là 80.000 đồng này, và con của Ý này, đấy, T42 là 100.000 đồng nhé. Tiếp theo là mã T43 này. Ở đây thì em có những cái con điện trở xả nhé. Điện trở xả này 300W này, 13 ohm G này. À, điện trợ xả này, à, bữa nay giảm giá xuống 80.000 đồng cho các bác nhé. Hôm trước thì là 100.000 đồng, nay bán giá gốc luôn rồi các bác nhé. Đấy. 80.000 đồng một con điện trợ xả cho các bác, mã T43 nhé. Full nhôm luôn các bác, rất là nặng. Đấy.
Tiếp theo là mã T44 này. Ở đây thì em có những cái tay lắt léo nhá. Đây. Cái tay lắt léo này là nó được anốt màu xanh rất là đẹp này. Đấy. Có bên dưới có lỗ bắt này. Bên trên có, ở đây có tay chốt này. Trên đây cũng có tay chốt này. Ở trên đây nhà máy thì nó cập một cái đèn laser này. Đấy. Cái đèn laser này các bác có thể chỉnh tiêu cự nhá. Đấy, ở đây. Cái đèn laser này nó có tính tiêu cự, nó chiếu chỉ là một cái điểm vào bên, ví dụ chiếu vào một cái điểm ở bên tường thôi các bác nhé. Đấy. Mã T44 giá là 180.000 đồng một cây này. Đấy. Cây lắt léo và có cả đèn laser ở đây nhé. Có đèn báo laser. Đèn này thì các bác lưu ý sử dụng điện 5V DC nhé. Sử dụng DC 5V là nó sáng các bác nhé. Đấy. Kích thước chiều dài tổng thể của nó là 26cm này. 26cm. Đấy, giá là 180.000 đồng. Mã T44 các bác nhé. Tiếp theo là mã T45 này, có giá là 380.000 đồng. Ở đây thì em một cái cục khít 5 châm nhé. Giảm giá rất là sâu xuống cho các bác bằng cái giá nhập, gần như là bằng giá nhập luôn các bác nhé. Chỉ lời một chút tình cảm thôi. Đấy. Giảm giá rất là sâu xuống cho các bác 380.000 đồng. Một con 5 châm hít này. 5 châm hít này, có tay gắn này. Tay vặn ở đây này. Đấy. Tay vặn ở đây này. Đấy, với hôm nay các bác mua hàng cái đơn 300.000 đồng em sẽ được bao ship, và các bác mua con này sẽ được bao ship luôn cho các bác nhé. Đấy. Có tay lắt léo, tay vặn chốt các kiểu ở đây này. Đấy. Đấy, các bác mở sang on thì nó sẽ hút 5 châm nhá, còn các bác bữa sang off thì nó ngắt đi thôi. Đấy. Mã T45 giá là 380.000 đồng một cụm như này, một cụm trên tay em cầm các bác nhé. Mã T45 này, 5 châm hít các bác nhé. Tiếp theo là mã T46 này, có giá là 100.000 đồng các bác nhé. Đấy, em có một cái quạt, quạt này là quạt của Nhật nhưng mà lại là điện 24V các bác nhé. Có đầy đủ lưới này. Đấy, có đầy đủ lưới này. Đấy, chắn nhựa nữa này. Đấy, đầy chắn nhựa các bác nhé. Đấy, đây. Nó là ở đây các bác này. Chờ em cầm cái con rời rời ra một chút này. Đây. Quạt Orit nhé, quạt thì rất là nổi tiếng rồi. À, quạt Orit của Nhật này, hàng tháo máy còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, Made in Japan luôn này. Đấy. À, sản xuất tháng 11 năm 2016 các bác nhé. Đây. Sản xuất tháng 11 năm 2016 các bác có thể nhìn thấy này. DC 24V ăn dòng 0.3A nhé. À, cho công suất khoảng 6 đến 10W thôi nhưng mà quạt cũng rất là ok. Mát các bác nhé. Con này thì chạy khá là êm. Đấy. Kích thước quạt ở đây sẽ là 12 x 12 này, và độ dày là 2.5cm. Đó là chưa có lưới và chưa có cái khung nhựa các bác nhé. Có cả lưới và có khung nhựa thì nó sẽ dày hơn các bác nhé. Nó sẽ dày khoảng là 5.5 cơ. Đây. Đấy. Giá là 100.000 đồng một cụm như hình này. Đấy. Đã có lưới các kiểu nhé. À, còn các bác muốn mua mình quạt như thế này thì vẫn có nhé. Tại vì nhiều con này, trên máy họ phá tháo xuống. Trên máy thì nó sẽ bị đập những cái lưới và những cái ấy nó bị cong vênh đi thì sẽ bỏ nhá. Các bác nào cần mua những cái con mình con quạt không thì bên em vẫn có bán các bác nhé. Chỉ con quạt như này em cũng có bán. À, thì trước hết thì em chưa bán đầy đủ đi. Còn các bác nào thì cần mình quạt không thì em cũng bán nhé. Giá thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn mình cái cả có những cái combo như thế này rồi. Mã T46 là 100.000 đồng một con quạt như thế này các bác nhé. Tiếp theo là mã T47 này, 130.000 đồng, vẫn đầy đủ lưới này. Con này thì là hãng của Nhật thôi, nhưng mà nó lại lắp ráp tại Trung Quốc nhé. Nó hãng của Nhật lắp ráp tại Trung Quốc. Đấy, hầu như là khung nhôm nhé, khung nhôm cánh nhựa hết các bác nhé. Lưới thép. Đấy, con này dày hơn này. Đấy, vẫn đầy đủ lưới này. Con này vẫn là 12 x 12. Đấy, độ dày là 4cm, cả lưới thì nó phải là lên 6cm nhé. Đấy, con này sử dụng điện 220V, 220V công suất là 14W nhé. Con này thì sử dụng điện 24V, công suất đâu đó khoảng 12W gì đấy. Đấy. À đâu phải. Đấy. Khoảng 32 là 6, khoảng 8W nhé. Con này khoảng 8W các bác. Đấy. Con này là 130.000 đồng, con này 100.000 đồng các bác nhé. Mã T47 này, 130.000 đồng các bác. Tiếp theo mã T48 này, em có 3 cái con quạt của Nhật nhá, sử dụng điện 110 này. Đấy, 3 con quạt sử dụng điện 110 nhá, vừa cắt tủ về này, vừa cắt trên cái tủ của Nhật về nó đang còn bụi các bác nhá. Đấy. Con này thì nó đây, lúc mua thì em không để ý nhá. Nó quay nó có kẹt một chút này, kêu kẹt kẹt một chút này. Đấy.
về thì mình tra dầu các bác nhé. Em mua không để ý, bán như kiểu bán thanh lý cho các bác thôi. Giá là 150.000 đồng 3 cái nhé. 150k 3 cái này, quạt rất là to nhé. Quạt sử dụng điện 110. Hàng này còn chưa, em còn chưa test luôn các bác nhé. Đấy, em cũng mua hên xuôi. Và giờ bán cũng hên xuôi luôn, chưa test luôn các bác nhé. Vừa cắt dây, cắt dây trên dây luôn xuống này. Đấy. Chiều dài 12, chiều rộng là 12 luôn nhé. Và độ dày là 4cm nhé. Ba cái giống nhau đều điện 110, 100V này, AC 100V Made in Japan của Orit Acefan nhé. 150k 3 cái nhé. Hàng rất là to chắc. Tiếp theo là mã T49 này. Này những cái con nguồn này sẽ có giảm giá xuống cho các bác rồi nhé. 700.000 đồng. Con nguồn 24V 41,7A. Giảm giá xuống 700.000 đồng rồi các bác nhé. Các bác thấy bên nào bán rẻ hơn, bên em cam kết với các bác là sẽ giảm giá rẻ hơn những cái bên khác các bác nhé. Các bác cứ chụp ảnh bên nào bán rẻ hơn, inbox qua cho bên em nhé. Đấy, bên em sẽ cam kết với các bác là bán rẻ hơn tất cả những cái thiết bị. Đấy. Con này thì điện đầu vào là 220V nhé. Đây, đang còn 2-3 giây này. 220V thì là xanh với đỏ ở đây này, còn cái dây này là dây mát. Đấy. Điện đầu ra là hai cọc to này, điện DC 24V nhé, 41,7A. Giá là 700.000 đồng cho các bác nhé, mã T49 nhé. Tiếp theo là mã T50 nhé. Đấy. Em về được một ít thêm những ít con nguồn này, nhưng mà hình thức thì nó hơi xấu một chút nhé. Đây. Hàng đã qua sử dụng là hình thức có hơi xấu một chút này. Đấy, nó là nhôm này, cái này thì mình về mình đánh đi vẫn được đây các bác này, em cạo ra vẫn được. Hôm qua là phải để mộc mạc như trên máy xuống cho các bác để các bác biết là hàng bãi sau khi vệ sinh dọn dẹp thì nó vẫn còn là ok các bác nhé. Đấy. Điện này, con này thì sử dụng điện từ 200 đến 240V này. Đấy, điện đầu ra là 24V 62,5A các bác nhé. Đấy, 62,5A. Hàng sử dụng rồi nhiều con ốc nó hơi bị ố một chút các bác nhé. Cái này thì ốc này cũng có thể thay thế hoặc là các bác để dùng vẫn không ảnh hưởng các bác nhé. Giá là 840.000 đồng. Còn 24V 62,5A 840.000 đồng mã T50 các bác nhé. Đấy, vẫn cam kết với các bác những cái linh kiện sản phẩm em bán này. Đấy. Bên nào bán rẻ hơn thì bên em sẽ, các bác chụp ảnh gửi qua bên em, bên em sẽ có giá tốt hơn cho các bác nhé. Tiếp theo là em có những cái dây nguồn 3 chấu nồi cơm điện. Nguồn 3 chấu nồi cơm điện của Hàn Quốc nhé. Giá là 40.000 đồng một cái. Sợi dây này chân hình tròn này, cắm vào các ổ rất là chắc chắn này. Dây này chỉ dài khoảng 1m đến 1m2 thôi các bác nhé. Đấy, giá là 40.000 đồng một sợi các bác nhé. Tiếp theo thì em có những con còi báo của Seagen này. Còi Seagen là cái hãng nổi tiếng của còi nhé. Còi báo này. Hàng sản xuất ở Hàn Quốc nhé. Hoặc là sản xuất ở nước ngoài nhé. Việt Nam không có sản xuất và không có bán những cái loại này. Các bác tra trên mạng thì chỉ có những cái con hàng của tàu thôi nhé. Hoặc là hàng nhái thôi nhé. Đây, hàng của tàu hoặc hàng nhái, không phải là hàng hãng này. Các bác tra được những cái mã này thì nó chỉ có sản xuất, nó bán ở bên Mỹ hoặc ở bên nước ngoài nhé. Những cái trang eBay hoặc là trang Amazon thì họ mới có bán thôi nhé. Những cái trang ở Việt Nam như Shopee, Shopee thì nó không bán đâu. Không bán những cái loa loại này các bác nhé. Đấy. Còi này báo, nó sẽ báo liên tiếp một lúc 6 cái loại nhạc báo, còi báo động này. Đấy. Nó sẽ báo liên tiếp một lúc nhé, là 6 bản nhạc báo động. Đấy, kích thước của nó sẽ là 6,8cm này, chiều rộng cái miệng này, này. Và chiều dài là 6,5 này, có đế ở đây nhé, có cái đế bắt, đế bằng thép vỏ còi bằng nhựa thôi các bác nhé. Đấy, rất chắc chắn này. Đấy, có QC pad ở đây này. Hai dây đen đỏ thì các bác cấp vào nguồn 12V các bác nhé. Các bác lưu ý nhé, cấp nguồn 12V nó kêu rất là to các bác nhé. Nên các bác không test vào buổi tối các bác nhé. Không test còi kết loa này vào buổi tối. Các bác test ban ngày thôi. Và các bác sử dụng những cái còi cái loa này vào những thiết bị như là cảnh báo chống trộm này, báo cháy này, hoặc là báo mở cửa này, những cái kho bãi các bác cần, khi mà mở cửa cần loa thì các bác báo nhé. Tiếp theo là cái còi lớn này, là 8cm x 8cm, cái này là đường kính nhá. Độ dày của, chiều dài của nó cũng khoảng 8cm luôn các bác này. Có đế bát luôn các bác nhé. Hai còi, một còi to một còi nhỏ này. Còi nhỏ thì là 60.000 đồng một cái và còi lớn thì là 80.000 đồng một cái nhé. Thì ở đây thì em test qua cho các bác nhé. Các bác lưu ý nhé. Ở đây thì em test cái điện nhỏ. Điện nhỏ để cho nó công suất nó nhỏ và khỏi ảnh hưởng đến hàng xóm các bác nhé. Và em sẽ bịt nhẹ nhỏ lại một chút.
Đấy, em chỉ test điện 5V thôi các bác nhé, vì nó là sử dụng điện lực 12V. Thế nên mà em chỉ test điện 5V để cho nó kêu nhỏ thôi. Đấy, em test điện 5V để cho nó kêu nhỏ thôi nhé. Khi mà các bác sử dụng điện 12V thì nó kêu rất là lớn các bác nhé, kêu siêu lớn luôn. Đấy. Đấy, các bác về chỉ nên sử dụng cho những cái thiết bị như mà cảnh báo trộm, báo cháy, báo các kiểu thôi, chứ không nên là sử dụng còi bình thường các bác nhé. Nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến bên hàng xóm. Đây, em sẽ bật nhé. Đây, em chỉ sử dụng 5V thôi này. Em sẽ che lại một chút nhé, để cho các bác nghe nhé. Đấy, nó sẽ kêu này. Rồi các bác nhé, em phải bịt lại để em cho nó giảm bớt cái phóng ra đi. Đấy, nó chỉ khi mà sử dụng điện 5V thì nó kêu cũng bình thường thôi, cũng không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng mà khi 12V thì nó sẽ rất là ảnh hưởng các bác nhé. Công suất của nó thì sẽ rơi vào khoảng, thôi các bác đợi em một chút, em thử cấp 12V em đo công suất luôn cho các bác nhé. Công suất nó rất là lớn, 20W kìa, khoảng 20W, theo thông số của nhà sản xuất thì nó khoảng 20W. Nhưng mà không biết là thực chất thì nó là bao nhiêu. Nhưng mà em phải bịt lại các bác nhá. Nó kêu rất là to. Đây, bây giờ em sử dụng 12V nha, em sẽ bịt kín nó lại này. Em lấy cái bóng túi bóng. Em sẽ bịt kín nó lại để em đo xem là nó công suất bao nhiêu các bác nhá. Sẽ bịt lại cái túi bóng này thì là ok hơn này. Ôi trời ơi. Bị túi bóng thì nó vẫn kêu các bác nha, vẫn kêu rất là điếc tai luôn. Nó là khoảng 12W các bác nhé. Đấy, nếu mà sử dụng 12V thì nó rơi vào khoảng 12W các bác nhé. Và kêu rất là to. Em đã bịt cả tay và cả túi bóng vào, nó còn vẫn là kêu to các bác này. Đấy, các bác về lưu ý sử dụng những cái chốt cửa các kiểu nhé. Báo ở cái vị trí cửa kiếc, báo động trên còi xe ô tô khi mà mở cửa các kiểu này. Bình 12V thì các bác sử dụng hay ở trên những cái chốt cửa nó có công tắc luôn rồi. Thế nên mà mình chỉ chích một tí dây là đấu là ok các bác nhé. Em có hai loại đấy các bác nhé, một loại to, một loại nhỏ nhé. Loại còi nhỏ này thì là 60.000 đồng này, 60.000 đồng một cái, và còi lớn này 80.000 đồng một cái này. Đây các bác có thể không tin, các bác có thể tra mã FT Sizen 6T này, hàng của nước ngoài sản xuất nhé. Đấy, giá không dưới 300.000 đồng một con còi. Đấy, đây thì hàng cũng khá là mới, còn nguyên túi bóng này, giá 60.000 đồng và 80.000 đồng nhé. Con nhỏ 60.000 đồng, con to 80.000 đồng cho các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì em có những cái ke góc cho thanh nhôm 4 các bác này. Ke góc cho thanh nhôm 4 nhá. Giá là 100.000 đồng 30 cái các bác nhá. Thanh nhôm định hình kích thước 4x4 nhá, có lỗ và có rãnh ở đây để các bác có thể bắt ốc nhá. Đấy. Ở đây thì các bác có thể về dùng ke cho nhôm 4, hoặc là các bác không dùng ke nhôm thì ke cho những thiết bị khác nhá. Nhưng các bác lưu ý nhá. Cái ke cho thanh nhôm này nó sẽ là có một cái gờ như thế này này. Gờ khoảng 2 mm ở đây này. Đấy, để nó cho vào cái rãnh của thanh nhôm ấy. Đấy, các bác về mà ke những thiết bị khác thì các bác dùng cái máy mài, các bác mài qua đi là được. Cái này là nhôm hợp kim. Đấy, mài nó cũng rất là dễ các bác nhá. Các bác dùng cái máy mài, cái máy chà, cái máy nhài của mình ấy. Đấy, là các bác mài được thôi. Đấy, mã ke góc nhôm 4 nhá, 100.000 đồng 30 cái các bác nhá. Cũng có một ít ở đây thôi. Tiếp theo là mã F30 các bác nhé. Giá là 120.000 đồng một bộ này. Em có những bộ bánh xe rất là nhỏ và rất là đẹp này. Màu cam này, có viền cam ở đây nữa các bác nhé. Đấy, hãng của nó là hãng Supo. Supo con này thì nó không ghi ở đâu cả. Thế nên mà chỉ biết là nó tháo trên máy của Hàn Quốc ra thôi. Đấy. Đây nó ghi là 1,6 inch. Chắc là đường kính bánh xe 1,6 inch thôi. Ở đây thì đường kính bánh ở đây nó ghi là 40 mm, có nghĩa là 4 cm này, và nhân với 22 ở đây này, có nghĩa là cái độ
cái chiều bán rộng của bánh này là 2,2 cm nhé. Cái này là đi xuống xe xuống sàn thì nó sẽ có bám cái bụi, lau qua thì nó lại sạch rồi. Đây lau qua này, đây là em mới lấy tay em lau qua nhé, nó sẽ sạch này, sạch so với những cái chỗ chưa lau này. Đấy, cái này mình lấy giả ẩm lau thêm một chút nữa thì nó sẽ là sạch nhé. Trước khi gửi cho các bác sẽ lau qua và vệ sinh qua những cái bụi bẩn cho các bác nhé. Đấy. Chiều cao của bánh này, chiều cao của bánh ở đây nó sẽ là 6 cm các bác này, 6 cm nhé. Đấy, đường kính là 4 cm và bề rộng là 2 cm rồi. Và mặt bên trên thì sẽ có kích thước là 6 x 4,5, nó sẽ có 4 lỗ nha, 1, 2 này. Đây, lỗ đây 3, 4 này, em dán cái giấy ghi giá thì nó nằm ở đây, 4 cái lỗ này. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác về có thể thay thế cho những cái gì nhỉ? Cái quạt hơi nước này, rồi những cái gì, cái xe đẩy nhỏ nhỏ nha các bác nhá. Những cái bánh mà cho những cái bé chở, đưa các bé hay đi dạo hay mà hỏng thì các bác có thể thay thế bằng cái này nha. Nó ở bên trong này là nó sẽ có bạc đạn nữa các bác này. Bên trong này nó sẽ có bạc đạn, thế nên mà nó quay mượt và nó rất là nhẹ nhé các bác nhé. Nó quay mượt và rất là nhẹ. Bên trong này nó sẽ có một cái bạc đạn bên trong. Đấy. Giá là 120.000 đồng một bộ mà F30 các bác nhé. Tiếp theo là những cái cục chống nhiễu các bác này. Đấy, cục chống nhiễu có giá là 100.000 đồng 8 cục các bác nhé. 100.000 đồng 8 cục chống nhiễu TDK này. Hàng TDK của Nhật các bác nhé. TDK của Nhật thì các bác khỏi phải bàn rồi. Cục này thì nó lọc nhiễu cao tần hoặc là nhiễu những cái sóng tín hiệu các bác nhé. Thì các bác quấn cho những cái dây âm thanh, dây loa, dây tín hiệu từ micro xuống đầu, xuống điếc các kiểu đều được nhé. Hoặc các bác quấn ở dây điện cũng được, nó sẽ giảm được cái tiếng ù rè một chút để, của những cái tín hiệu cao tần. Nó lọc được cái tín hiệu cao tần đi các bác nhé. Đấy. Này, lõi của nó là lõi ferrit này, hai cái úp lại này và có khớp ở đây, các bác chỉ việc ấn vào đây là được thôi. Đấy, cái đường kính lỗ này là 13 mm, có nghĩa là 1,3 cm các bác nhé. Đây, đường kính lỗ của nó là khoảng cách là 1,3 cm này. Đấy, đơn giản ở đây thì nó đều có tất cả các thông số của nó nằm trên những cái thân. Hàng của Nhật thì nó ghi hết tất cả các thông số trên thân nhé, trên cái thân nhé. Đây là TDK là của hãng này. Còn đầu này là sẽ có những cái mã này, ví dụ là 35-30 có nghĩa là chiều dài và đường kính này. Còn 13-30 ở đây là đường kính trong và đường kính ngoài này. Đấy, nó rất là nhiều cái mã ở đây này. Đấy. Bác có thể nhìn qua một chút này, cái mã này nó hơi ấy, tay em bẩn em mới xoa được cho cái này nó nổi lên này. Đấy. À, giá là 100.000 đồng 8 cục các bác nhá. Cục chống nhiễu 100k 8 cục cho các bác này. Đấy. Tiếp theo thì em có những van khóa đồng gen 21 các bác nhé, giá 90.000 đồng một cái này. Van khóa đồng gen 21, hàng này là hàng chưa sử dụng các bác nhé, hàng mới chưa sử dụng đâu. Hàng công ty họ thanh lý ra, ví dụ hết cái dự án nhé, công ty của nhà thầu ấy, nhà thầu hết dự án nhé, thì họ còn những cái đồ gì mà mua thừa thì họ sẽ thanh lý ra các bác nhé. Hầu như là phải mua thừa để mà đề phòng có rơi rớt mất mát hư hỏng thì nó có thể thay thế nhá. Đấy, nhà thầu họ sẽ mua dư ra đến khi mà xong công trình rồi mà vẫn đang còn thừa thì họ sẽ thanh lý các bác nhá. Đấy. Gen này là gen 21 này, nó ký hiệu 1/2 đây các bác nhá, 1/2 này, ống 1/2 gen 21 này, một đầu đực và một đầu cái các bác nhá, sẽ có một đầu đực một đầu cái ở đây. Thì các bác có thể là gắn luôn trực tiếp vào luôn cái đường ống, không cần phải một cái gen hai đầu và quấn thêm băng tan nữa, mất công các bác nhá. Đấy, nó được làm bằng đồng vàng, đồng vàng này các bác này, được làm bằng đồng vàng mạ thêm một cái lớp bên ngoài nó để tránh bị oxy hóa các bác nhá. Đấy, nhà các bác mà đang có sẵn cái lỗ, ví dụ là cái đường, đây là cái bờ tường nhá, bờ tường của các bác này đang có sẵn cái lỗ 21 như thế này, thì bác về chỉ việc quấn thêm một chút băng tan rồi các bác vặn cái tay gen vào thôi. Đây, vặn cái này vào nhé, vặn cái này vào thì chắc vặn đến đây là cứng này với có băng tan nhé. Đấy. Cho là em ví dụ cái mép này là đúng là cái bờ tường luôn nhé, sát sàn sàn. Khi các bác đóng cái van này, đóng cái van này nó sẽ nằm song song với cái bờ tường và cách cái bờ tường khoảng là 1,5 cm nhé, 1,5 cm thì tránh được va chạm này, tránh được va chạm và tránh hư hỏng cái tay khóa và van khóa nhé. Mà các khi các bác mở cũng dễ này, 1,5 cm các bác vẫn có thể móc vào được bình thường như này.
Đây, cái đoạn tay dày của mình cũng chỉ có 1 cm thôi. Móc vào hoặc bắt cái cần cầm bên hông, cầm kéo ra thôi. Cầm kéo ra thôi. Rất là chất lượng nhé, rất là chắc chắn và rất là gọn cho các bác này. Đấy, giá là 90.000 đồng một cái các bác nhá. Mã van khóa đồng gen 21 này, 90.000 đồng một cái. Hàng thì em còn khoảng 5-70 cái nữa là hết rồi các bác. Đây, 5-70 cái nữa là hết cái lô van khóa thanh lý này rồi. Tiếp theo thì em có những cái quạt các bác nhé. Các bác đợi em một chút, em lấy cái dây điện để em chuẩn bị test luôn cho các bác nhé. Đây các bác nhé, em có cái quạt của Trung Quốc trước này. Quạt của Trung Quốc nhé. Điện 220V, công suất là 9,5W này. Giá 60.000 đồng một cái cho các bác nhé. Kích thước là 12 x 12 và độ dày là 4 cm, có cả cái lưới này. Đấy, quạt của Trung Quốc khung nhôm nhé, khung nhôm cánh nhựa nhưng hơi mỏng một chút nhé, khung của nó làm hơi mỏng. Đấy, các bác có thể về làm những cái quạt tản nhiệt cho những cái tủ điện các kiểu nhé. Vì zin của nó thì cũng làm tản nhiệt cho quạt tủ điện mà. Đây, đây thì cấp điện test qua cho các bác một chút về cái quạt của Trung Quốc nhé. Tốc độ quay và hình dáng quay cho các bác dễ nhìn nha các bác. Đây, nó hơi lâu lâu một chút nhé. Đây. Đây các bác nhé. Đấy. Có gió phẩy ra khá là mát các bác nhé. Đấy, quạt 220V, công suất là 9,5W nhưng cũng khá là mát nhé. Đây các bác có thể thấy tiếng kêu của nó nhé. Đấy, nó cũng khá là mát đấy. Đấy, công suất 9,5W thôi. Cũng khá là mát các bác nhé. Okay. Giá là 60.000 đồng một cái cho các bác này. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có những con quạt Đức, quạt Đức 115W các bác nhé. Đây, quạt Đức 115W này, hàng sản xuất tuần thứ 20 năm 2003 này, có nghĩa là nó 21 tuổi rồi, vẫn còn chạy tốt các bác nhé. Này, hàng Made in Germany các bác nhé, MB của Đức. Này, điện 230V này, công suất là 115W này. Tụ dùng tụ 3 microfarad này. Đấy, tốc độ quay là 2700 vòng trên 1 phút, dung điện dung của tụ là 450V nhá. Đây. Vẫn là con tụ zin các bác nhá. Con tụ zin của hãng Ducati này, cái hãng xe đua đây các bác. Ducati của Energia này. Con tụ này cũng sản xuất tuần thứ 20 năm 2003 này. Thì có những cái con này nó sản xuất lệch nhau một chút cái số tuần, tuần 21, tuần 22, tuần 19 các kiểu các bác nhá. Đấy. Dung điện tụ là 3mm này, có nghĩa là vẫn đang chạy tốt các bác nhé. Vẫn còn chạy tốt. Đấy. Cái tụ mấy chục năm vẫn chạy tốt, mà con quạt mấy chục năm vẫn chạy tốt các bác nhé. Thì ở đây thì em sẽ test luôn cho các bác nhé. Hàng nước ngoài họ thiết kế rất là bền. Bác đợi em một chút nhé. Điện đóm phải... Nó vẫn có dính tí mát các bạn ạ. Chân em đi trên đất nó vẫn tê tê. Đây các bác nghe, nó quay rất là mạnh nhưng mà thôi em nháy một cái thôi. Em nháy một cái rồi, tại vì cái này nó không chắc chắn nhé. Đây. Đấy, em nháy một cái rồi nhé. Đấy, cái này nó đang cầm nó không chắc chắn. Chân em đang ghi trên đất này. Đấy, em nháy một cái là nó khá là mạnh các bác nhé. Rồi.
Đấy, điện 220V nên mà em nháy một cái thôi. À, tụ nó vẫn còn rất là khỏe nên mà nó vẫn làm cho tê tay được các bác nhá. Đấy. À, quạt thì ở dưới đế này sẽ có một cái đế bằng thép này. Có ba cái lỗ ở đây thì các bác có thể bắt ốc nhá. Bắt ốc vào tường này. À, em sẽ cho các bác biết cái nguyên lý của nó. Nhiều bác vẫn chưa biết cái nguyên lý hoạt động. Nó hoạt động giống như cái quạt trò ấy. Có nghĩa là nó hút ở cái miệng giữa này, nó hút ở cái miệng giữa này và nó tỏa ra hai bên. Nó tỏa ra xung quanh này, nó hút ở giữa nha, nó quay như thế này đúng không? Nó sẽ tỏa ra hai bên. Đấy, thì các bác có một giống như cái guồng của máy bơm ấy. Đấy, cái guồng máy bơm khi các bác để như thế này đúng không? Cái đầu này là cái đầu ống để ra hút đúng không? Còn nó sẽ thiết kế một cái đường ống lên trên để phun ra đúng không? Đấy, nó cũng kiểu như thế, giống như cái quạt hút, quạt như thế thôi. Đấy. Về thì các bác muốn để nguyên như thế này cũng được thì các bác lắp lên trần này. Các bác làm cái quạt để nó tuần hoàn, nó quay tuần hoàn không khí đều được này. Tuần hoàn không khí trong phòng nhé. Hoặc các bác thể về thiết kế thêm một cái vòng tròn hoặc có cái hình chữ nhật, hình vuông gì đấy để cho nó thành những cái quạt hút, quạt thổi đều được các bác nhé. Đấy, giá là 480.000 đồng một cái này. 480.000 đồng một cái. Hàng em có nhiều các bác nhé. Em bán rất là nhiều. Đấy. Có hai loại nhé, có loại tem thì nó sẽ là màu trắng này. Tem của nó sẽ là màu trắng nhé. À, cái này không phải là màu trắng đâu mà nó khắc vào đây luôn nhé. Nó gọi là nó khắc CNC vào đây luôn nhé các bác nhé. À, đều giá như nhau các bác nhé. Đấy. Có sẽ con có cái đế cao hơn một chút nhé. Có con có đế thấp hơn một chút các bác nhé. Giá là 480.000 đồng. Mã quạt Đức 115W các bác nhé. À, kích thước qua một chút cho các bác này. Đường kính của nó sẽ 23 cm. Đường kính 23 cm. Đường kính tổng thể nhá. Cái miệng hút của nó sẽ là 15 cm này. Đấy. À, cánh nhựa và đế thép các bác nhá. Cánh nhựa đế thép cái mặt trong này rất là nặng. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có những con quạt Đức. Đấy, quạt Đức 24V các bác nhé. Quạt Đức 24V, tốc độ quay cũng khá là cao, 3.100 vòng trên 1 phút. Đấy, công suất của nó sẽ là 5,7W các bác nhé. 5,7W. Đấy. Đấy, sử dụng điện DC 24V này, sản xuất tuần thứ 6 năm 2001 các bác này. Đấy, có cái thì tuần thứ 17 năm 2000 các bác này. À, toàn những cái con đếp rất là sâu và tuổi đời rất là cao các bác nhé. Ở đây thì test qua cho các bác những cái con điện 24V hoặc 12V thì em có thể test được nhé. Đấy, bấm đấu dây trực tiếp không vấn đề gì, giống như những cái con lúc nãy tê tay các bác. Đây các bác nhé. Đây, em gấp nguồn 24V này. À, không phải dây. Cái này đang đấu ngược dây các bác. Đây các bác nhé. Đấy, quạt khá là mạnh nhé, 24V. 5,7W nhưng mà thực chất nó ăn 6,5 nhá. Không biết là nó có giảm không. Đây, nó ăn 6,5W này coi. Đây là 24V, em cấp đúng điện 24V nhé. Nó đang ăn 6,7W đây các bạn này, 6,5, 6,7W. Đấy. Và rất là mát các bác nhé. Đấy, rất là mát. Đấy. Quay rất là mát nhé. Ở đây nó là khung nhôm và cánh sắt các bác nhé. Đây. Khung nhôm cánh sắt các bác nhé. Mã quạt Đức 5,7W này, giá 80.000 đồng một cái nhé. À, kích thước của nó sẽ là 12,8 các bác nhé. 12,8 này. Nhân với 12,8 và độ dày là 3,8 cm nhé. Đấy, cầm rất là chắc tay. So với con quạt của Trung Quốc thì nó sẽ gấp đôi luôn đấy các bác nhé. Đấy. Giá 80.000 đồng một cái. Đấy, Make in Germany này. À, Make in đúng rồi, Germany này này, của Đức các bác nhé. Đấy, trên thành nó có in dập
ở đây luôn này. Đấy. 80.000 đồng một cái, mã quạt đức 5,7W các bác nhé. Hàng chỉ có như thế này thôi. Tiếp theo là những cái quạt của Mexico các bác nhé. Quạt của Mexico 80k một cái nhé. Con này thì sử dụng điện 12V DC, công suất là 16W các bác nhé. Kích thước của nó vẫn là 12,8 x 12,8 thôi. Thì dây tất tần tật nó bị cắt ngắn dây một chút nhé. Về thì các bác chịu khó là bẫy cái lẫy nhựa này. Ở đây thì nó có lẫy nhựa nhé các bác nhé. Này, các chịu khó bẫy cái lẫy nhựa ra và đấu lại cái dây một chút. Đấy. Đấy, em có bẫy luôn cho các bác như này và để cho các bác có thể theo dõi nha. Đây, đây có cái lẫy nhựa ở đây, các bẫy ra này, các bác có thể để lại và lắp lại cũng được. Cái này là cái lẫy ở đây à? À, cái lẫy ở trong đây. Đấy. Đây các bác có thể đẩy cái dây ra và hàn dây khác vào và lắp lại đều được các bác nhé. Đấy, nó hơi ngắn một chút vì trên bãi họ cắt ngắn, dây điện đồng thì đắt, thế nên mà họ cắt để họ bán dây đồng thôi. Mình về thôi mình phải chịu khó mình đấu lại một chút các bác ạ. Ở đây thì em sẽ chỉnh xuống 12V trước, sau đó là em mới cấp vào cho quạt nhé. Chuẩn 12V như trên trên quạt luôn nhé, không lệch một chút nào đâu, không phải là 12,6 đâu. Đây, nó vẫn đấu đen với đen và đỏ với đỏ thôi các bác nhé. Đây, bật lên này, quạt này khá là mát các bác nhé. Ở đây nó ghi là 16W nhé, 16W, nhưng mà hiện tại nó ăn mới có 7,7W nhé. Quạt cũng khá là mát. Nó ăn, đây nó ghi là 16W này, nhưng mà hiện tại nó đang ăn có 7,7W rồi. Em sẽ thử tăng điện lên một chút nhé. Em sẽ thử tăng dòng lên một chút xem là tăng điện lên một chút xem các bác nhé. Em tăng lên 13V thì nó vẫn có chạy như thế thôi. Nó vẫn có chạy khoảng 7W đến 8W thôi nhé. Có nghĩa là con này nó cũng chỉ ăn có 7 đến 8W thôi nhé. Còn nó ghi 16W thì không rõ là nó phải cấp cái dòng lớn hơn hay không. Nhưng mà hiện tại là nó chỉ ăn có là 8W thôi. Em sẽ giảm cái dòng xuống một chút và giảm cái điện áp xuống 12V thôi. Và tăng cái dòng điện của nó lên nhé các bác nhé. Nó hơi lâu một chút các bác nhé. Cái này em không tăng được dòng. Cái này thì em không tăng được dòng ở cái này. Đấy, nó chỉ ăn được có 7W thôi các bác nhé. Đấy, thôi tắt đi vì nhiều khi là không may đụng vào đây nó lại chém cho. Đấy, quạt khung nhôm cánh nhựa nhé. Quạt khung nhôm cánh nhựa hàng của Mexico, giá 80.000 đồng một cái nhé. Quạt công suất là 16W nhưng thực tế nó đang ăn có một nửa công suất thôi, có 8W thôi các bác nhé. Đấy, hàng sản xuất 2001 August, mùng 2 August là tháng 5 hay sao á. Đấy, năm 2001 các bác nhé. Đấy, hàng của Mexico, kích thước cũng y hệt thôi, 12,8 x 12,8 và độ dày là 3,8 cm. Giá là 80.000 đồng một con nhé. Tiếp theo ở đây là những cái quạt đức 41W các bác nhé. Quạt này cũng là quạt đức nhé, hàng tháo máy, chắc chắn là có xước sát này, tem tiếc nó không được đẹp các bác nhé. Đấy, điện sử dụng là DC 24V nhưng mà nó có thể sử dụng được từ 9V đến 29V các bác nhé. Đấy, ở đây thì 24V thì công suất là 41W thôi. Đấy, hàng của Đức sản xuất nhé. Kích thước của nó sẽ là 10
17 cm là đường kính các bác nhá. Đường kính là 17 cm này và độ dày quạt có sẽ là 5 cm này. Đấy, các bác có thể là tháo rời cái đế mặt này ra để cho nó chạy mình cái đế quạt với quạt này thôi. Ok các bác nhá. Giá là 170.000 đồng một cái, mã quạt Đức 41W này. Con này thì em cắt dây ra test qua cho các bác một chút nhá. Nó khá là mạnh nên mà em chỉ test sơ sơ thôi. Công suất là 41W nhưng mà nó khá là mạnh đấy. Đây, bên trên thì các bác nào không biết thì bên trên nó có sơ đồ đấu nhé. Đây, Z là cộng này, Blue là trừ này. Đấy. Đây là những cái màu dây. Hầu như là quạt của nước ngoài bên trên họ có thiết kế những cái sơ đồ đấu hết các bác nhá. Thế nên mà bác nào mà chưa biết đấu thì các bác có thể nhìn qua sơ đồ trên thông số, trên tem thì sẽ biết thôi, đơn giản thôi. Đấy, hoặc là các bác chưa biết thì các bác không biết tiếng Anh hoặc là ấy thì các bác có thể gọi cho em có thể chỉ cho các bác nhé. Đấy, chỉ cho các bác rất là đơn giản, các bác mua bên nào cũng thế thôi, bên em cũng chỉ và bên khác thì em cũng chỉ cho các bác, không quan trọng gì đâu. Các bác chỉ cần chụp cái tem cho em là em biết là em sẽ chỉ cho các bác nhé. Em xin phép là test con quạt này. Đây các bác thấy không, khá là mạnh nha. Đây em đang dùng 12V nhé. Đang dùng 12V thì nó sẽ ăn là 8W các bác nhé. Ăn 9W này. Đây đang dùng 12V này. Đấy, ăn 9W này các bác, đợi em tắt một chút nhé. Con quạt này nó mạnh quá, em sợ chém vào tay. Này em sẽ chỉnh lên là 24W, có 24V cho các bác nhé. Em sẽ cầm như thế nào cho nó chắc các bác nhé. Đây, em đây là em chuẩn bị bật 24V này. Em sẽ cầm cho nó chắc một chút này. Đây, nó khá là mạnh các bác nha. Nó sẽ ăn đến 44W này. Nó sẽ ăn nó khoảng đến 44W đây các bác nhé. Đấy, nó khá là mạnh. Các bác có thể sử dụng từ 9 đến 30 mấy vôn theo tùy các bác nhé. Hoặc các bác về có thể lắp thêm một con điều tốc. Các bác có thể lắp thêm một con điều tốc các bác nhé. Đấy, để các bác có thể chỉnh được cái tốc độ của nó nhé. Đấy. Đó, giá là 170.000 đồng một cái nhé. Mã quạt Đức 41W các bác nhé. Đây. Con này là quạt Đức 30W này. Quạt này 30W nhé. Cũng cái tem này có RD, có nghĩa là nó viết tắt của chữ Z là cộng này, Blue là trừ này, như nhau các bác nhé. Đấy, quạt này thì kích thước vẫn thế thôi, nó công suất nó khác hơn một chút nhé. Kích thước là 17, hay độ dày là 17, à đường kính là 17 và độ dày là 5 cm các bác này. Đấy, y hệt các bác nhé. Màu dây thì cũng y hệt và ấy thì cũng y hệt thôi, công suất nó y hệt thôi. Các bác lưu ý nhé, công suất những cái con quạt cao và mạnh thì các bác nên thiết kế cho nó cái lưới chắn các bác nhé, hoặc là cái tấm lưới inox. Bên em có rất là nhiều những cái tấm lưới inox, các bác có thể về làm những cái lưới chắn cho những cái quạt đều được các bác nhé. Hàng tháo máy thế nên mà họ bán quạt thôi, họ đã tháo trước rồi mình không tháo được những cái lưới nữa. Ví dụ những cái nào mà em mà trực tiếp đi tháo thì em có thể tháo được những cái tấm lưới theo nhá. Còn cái này là bãi họ tháo sẵn rồi thì mình không nhặt được những cái tấm lưới đó, họ bán tấm lưới riêng các bạn ạ. Đây vẫn như cũ thôi, đỏ là dây dương và đen xanh là dây âm theo sơ đồ ở bên trên của quạt nha các bác nhé. Đấy, quạt của Đức sản xuất tại Hungary. Đấy,
Đấy, quạt hơi mạnh thì các bác đợi em một chút nhé, nó hơi lâu em phải cố định cho cái chắc chắn cái tay chứ không là nó chém vào tay. Đây. Đây các bác nhá, đây là 30W và 24 volt nhá. Nó đang ăn đúng 30W các bác này. Nó đang ăn đúng là 30W các bác nhé. 30 31W này. Đấy, quả công suất lớn thì nó sẽ có cái là gió ù ù các bác nhá. Đấy. Em chỉ test một chút thôi, đủ cái công suất là em tắt thôi chứ mình không có gì cố định. Các bác gắn cố định ở trên cao thì không ảnh hưởng nhé. Còn để dưới thấp thì phải có thêm một cái lưới chắn ở đây các bác nhé. Đấy, công suất của nó là 30W chuẩn, điện 24V các bác nhé. Giá là 150.000 đồng một cái cho các bác này. Đấy. Khung nhôm và cánh nhựa nhé. Tất cả khung nhôm và cánh nhựa hết các bác nhé. Đấy, 150k của mã quạt Đức 30W cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây thì em có những cái phích cắm các bác nhé. Đấy, phích cắm này thì là của Mỹ, hãng của Mỹ các bác này. Hãng NEMA L15-30 này. Đấy, cái phích cắm của bên của Mỹ họ sản xuất nhé. Ở Việt Nam mà không thiết kế những cái loại 4 chân như thế này. Đấy, 4 chân của nó này sử dụng điện là... Ồ, con này hơi khó vận ốc này. Sử dụng điện là 250V các bác nhé. 250V nó gọi là 3 pha 250V của bên Mỹ đấy. Giống như của bên Nhật các bác nhé. Đấy, của bên Nhật nó cũng sử dụng là 250V và 4 giây, 3 giây, 3 pha 250V. Đấy. Đây là em tháo cái bên trong rồi cho các bác nhé. Đây, bên trong họ làm rất là chất lượng này. Đấy, đây là cái vị trí cao su để có thể là ấy dây vào đây này. Đấy. Đây là 4 lỗ 4 cọc riêng biệt nhé. Nó có phân biệt cọc mát này bằng cái xanh này và ở đây này. Đấy, gắn vào thì các bác gắn vào đây thôi, rất đơn giản nhé. Có cái G ở đây và cái G ở đây, các bác gắn đúng G là được thôi. Và siết ốc lại. Đấy, cái phích cắm này rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy, phích cắm của Mỹ nhé, rất là chắc chắn. Đấy. À, 100k 3 cái, giá siêu rẻ là 100.000 đồng 30 cái này. À, 100k 3 cái này. Đấy. Chiều dài của phích cắm này nó sẽ là 7cm nè, trừ những cái cọc đồng nha, em không tính cọc đồng nhá, mình cái phần cầm thôi là 7cm nhá. Và đường kính ở đây nó khoảng là 6cm nhá. Đấy, những cái cọc đồng này các bác có thể nhìn thấy nhá, nó rất là ít xước nhá, nó chỉ có xước một chút đây này. Có nghĩa là nó mới sử dụng một ít thôi, nó không sử dụng nhiều và nó không sử dụng quá tải. Thế nên mà những cái đồng này nó không bị ố đen, nó không bị chạm chập, thế nên mà nó không bị ố đen cái đồng này. Nó có sử dụng rồi các bác nhá. Hàng này là có sử dụng rồi này. Đây có dấu vết này, có sử dụng này. Nhưng mà nó đang còn rất là đẹp, có nghĩa là nó sử dụng rất là ít này. Đấy. Giá là 100.000 đồng 3 cái, nó chỉ hơn cái phích cắm của Trung Quốc một chút. Các bác mua ở ngoài tiệm tạp hóa 15.000, con này nó đắt gấp đôi một chút nhé. Đấy, gọi là đắt gấp đôi thì nó chỉ có hơn 30.000 một con. Đấy. À, 100k 3 cái. Đấy. Các bác để mà mua mới những con này của bên nước ngoài thì nó khá là đắt. Này, cái này thì em mua rẻ thì em bán rẻ thôi, lời một chút là bán thôi các bác nhé. 100k 3 cái mã phích cắm của Mỹ cho các bác thôi. Đấy. Em còn một ít thôi các bác nhé, còn khoảng 100 cái rồi. Ở đây còn khoảng 100 cái rồi các bác nhé. Tiếp theo là em có những cái công tắc của Nhật này. Đây gọi là những công tắc đi cho nó dễ. Ở đây thì nó lắp trên những cái cánh cửa tủ ấy. Đấy. Khi mà các bác mở cửa ra ấy, thì là đèn tắt, quạt tắt này. Có nghĩa là khi bác mở cửa ra thì ở đây là cái chốt đúng không? Rút ra thì đèn tắt, quạt tắt các kiểu này. Đấy, hoặc các bác nhấn vào này thì đèn hoặc là mở ra này, đèn sáng, quạt tắt này. Đấy, hoặc đóng vào này, đèn tắt, quạt chạy này. Đấy, kiểu là nó là thế. Đây là công tắc, có dây 4 dây điện đỏ ra này. Hàng của Nhật các bác nhé. Nó như kiểu là một công tắc hành trình nhá. Nó thay thế cho công tắc hành trình thôi. Đấy, ở đây thì có thể lắp ngang, lắp nghiêng, lắp chữ L đều được này. Đây, lắp theo cửa lùa đều được các bác nhé. Các bác lắp trong những cái nhà kho cũng được. Khi mà đóng cửa thì quạt thông gió nó chạy cho nó đỡ bí trong nhà kho này. Quạt thông gió chạy, đèn tắt này. Khi mở cửa ra này, quạt
tắt đèn sáng này, các bác có thể đấu bằng cái cụm dây bên trong nhé các bác nhé. Đấy, giá là 80.000 đồng một cái, mã công tắc của Nhật này, Omron của Nhật nhé, hãng Omron rất là nổi tiếng rồi. Hàng của Nhật nhé, nó thể có thể chịu được điện áp là 250V 3A các bác nhé, 250V 3A. Đấy, có nghĩa là 600W nhé, thế nên mà các bác có thể lắp bóng quạt nó ok các bác nhé. 80.000 đồng một cái cho các bác, mã công tắc của Nhật nhé. Tiếp theo thì em có những cái bộ jack kết nối tháo máy này, bộ jack kết nối này. Đấy, các bác phải vừa rút, vừa vặn vừa rút như này thì nó mới ra các bác nhé. Phải vừa vặn vừa rút như này thì nó mới ra. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy nhá, những cái tiếp điểm bên trong nó bằng mạ bạc các bác nhé. Mạ bạc thì những cái jack này nó họ bán rất là đắt. Đấy, nhiều chỗ họ bán rất là đắt nhé các bác nhé. Vì mạ bạc thế nên mà họ thường mua để phá những cái này ra để cô bạc, để bán bạc. Đấy. Và một jack thì sẽ có nhiều chân các bác nhé, rất là nhiều chân ở đây. Đấy, chân này dây điện cũng khá là to, dây này ít nhất là phải 1.5mm các bác nhé. Đấy, các bác vặn vào này, vừa vặn vào vừa đẩy vào các bác nhé, vừa vặn vào vừa đẩy vào. Thế nên mà rất ít khi những cái jack này nó bị mô ve. Đấy. Rất ít khi bị mô ve nhé, ở đây sẽ có 4 cái lỗ này. 4 cái lỗ ở đây thì các bác có thể bắt vào thiết bị các bác nhé. Đấy. Các bác có thể tháo ra hàn dây này. Ở đây là cái co nhiệt thôi. Các bác có thể nhấc ra và hàn, ở đây thì nó cũng hàn dây thôi các bác nhé. Dùng mỏ hàn các bác hàn dây, các bác nhấc nó ra hàn những dây điện vào đây. Các bác muốn chắc chắn hơn thì 3-4 dây thì các bác hàn trụm lại cũng được. Đấy, không ảnh hưởng các bác nhé. Đấy, giá 150.000 đồng một cụm như này. Mã jack kết nối nhá, 150.000 đồng một cụm. Tiếp theo thì ở đây thì em có những cái adapter. Adapter có chân 3.5mm này các bác nhé. Đấy. Đấy, chân jack này, chân jack dài này. Đấy, chân jack loại to nhé, để cho các bác cấp về những cái đèn, cái nguồn, cái quạt các kiểu. Nó sử dụng điện 100-230V bằng cái dây nguồn nồi cơm điện như này này, cái ba chấu nồi cơm điện như này này, cắm vào đây. Đấy, và cái đầu ra của nó là 12V DC 5A nhé, các bác có thể về thắp đèn LED hoặc là thắp các kiểu đều được. Đấy, một cái bộ như này, dây cũng khá là dài nhé, xây khá là dài, có đầy đủ jack như này, có jack này. Jack 80k một cái nhé, một cái như hình trên tay em thôi nhé các bác nhé. Mã adapter 12V 5A giá 80.000 đồng một cái này, hàng thì em có nhiều đấy các bác nhé, hàng này có nhiều. Hôm qua là nhiều khi em chứ lên 1-2 cái để cho các bác được nhiều mã thôi, chứ xếp chứ bày ra rất là nhiều, chứ mất công dọn đi dọn lại các bác nhé. Đấy, và chứ bày ra như thế này thì nó lại xước sát mất. Đấy, nó thành đang mới thì nó lại thành cũ các bác nhé, đang đẹp thì nó lại thành xấu ấy. Tiếp theo thì ở đây thì em có con quạt tháo máy của Hàn Quốc các bác nhá. Quạt thì là quạt của Hàn thôi, nhưng mà sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc thì nó ghi là Made in China thôi các bác nhá. Made in China. Đấy, quạt này công suất là khoảng 60W các bác nhá. Đường kính cánh là 30cm này, và đường kính cái cover bên ngoài nó sẽ là 38cm nhé. Đấy. Quạt chạy bằng tụ điện 220V các bác nhá. Đây, 220V. Hàng tháo máy này, hàng của Hàn Quốc, toàn tiếng Hàn, đó Samsung. Công ty Samsung của Hàn này, sản xuất tại Trung, lắp ráp tại Trung Quốc, giống như điện thoại Samsung lắp ráp tại Việt Nam thôi các bác nhé. Đây, điện này 2 dây thì các bác chỉ việc chưa đấu vào thôi. Ở đây thì nó sẽ quay chiều như thế này, và nó thổi, nó sẽ hút cái mặt đường này và nó thổi ra cái mặt đường này nhé. Nó tiện thể nó làm mát cho luôn cái động cơ các bác nhé. Đấy. Đấy. Mà ép 31 nhé, 450k một cái các bác nhé, 450k một cái. Em có 2 cái này, đây em test cho các bác xem này. Đấy, khá là mạnh các bác nhé, khá là mạnh và khá là mát. Nó đang xoay cả, đang xoay cả quạt bên cả. Đấy, quạt bên nó sẽ bị hướng lây, nó xoay. Đấy, mà ép 31 các bác nhé, 450k một cái ở 4 cái góc này này. Sẽ có 4 cái lỗ để các bác có thể bắt vào những cái quạt khu vực thông gió đều được nhé. Đấy, khu này nó quay ngược như này thì để nó đẩy ra đây để làm mát luôn cho cái motor.
đơn giản, công họ làm một lúc một công đôi việc đấy. Đấy, họ người Hàn người Nhật họ thiết kế rất là đa năng. 450k mã F21, mã F31 các bác nhé. Tiếp theo là mã F32 này có giá là 70.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những con át chống giật 6A. Đấy, 6A có LS các bác nhé. LS Korea này, LS X Korea này. Con át chống giật này thì nó chỉ cài cho những cái tủ điện, trong cái tủ điện cài ray thôi các bác nhé. Đấy, 6A 250V, 230V thì nó sẽ sử dụng được cho những thiết bị là 1200W. Các bác lưu ý nhé, những cái thiết bị trong gia đình mình có cái dòng khởi động giống như quạt lớn và motor thì nó sẽ có dòng khởi động nhé. Những cái dòng khởi động nào mà các bác xem ở trên thông số ấy, nó có dòng khởi động quá 1200W thì là sẽ không sử dụng được, vì con này nó sẽ tự ngắt các bác nhé. Ví dụ khi quá dòng thì nó sẽ tự ngắt này. Và khi rò điện thì nó cũng ngắt nhé. Có đầu vào và đầu ra, in và out ở đây cho các bác này. Giá là 70.000 đồng một cái nhé. Còn LS của Hàn Quốc các bác nhé, 6A thôi. Mã F32 các bác nhé, mã F32. Tiếp theo là mã F33 này, em có những con còi báo Kyono của Nhật Bản, Kyono của Hàn Quốc các bác nhé, này. Made in Korea này. Con này thì rất là nhiều chế độ, 24 chế độ ở đây cả. Nó sử dụng điện 220V và 110V nhé. Đây các bác nhìn thấy này, 110 ở đây và 220V ở đây, rất là thoải mái nhé. Ở đây thì các bác đấu từ cọc com sang cọc số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 đều được các bác này. Đây là họ đang đấu một cọc ở đây nhé. Đấy. Lát rồi em sẽ test con điện 24V cho các bác biết nhé. Còn 110 thì nó giống 224 thôi, 110, 220 giống 1224 thôi. Thì em chỉ test một con cho các bác nhé. Giá là 250.000 đồng con điện 220V 110 mã F33 này. Hàng thao máy chắc chắn là hình thức nó sẽ có xấu xấu bẩn bẩn một chút rồi. Đấy. Tiếp theo là mã F34 nhá, có giá là 280.000 đồng. Con này điện sử dụng là DC 24V. Đấy. Các bác đợi em một chút, em sẽ đấu và test một chút cho các bác nhé. Đấy, em sẽ đấu dây điện vào đã. Đấy, test cho các bác nhiều chức năng. Con này nó có tận rất là nhiều những cái bản nhạc, bản còi báo nha các bác nhé. Đấy, rất là nhiều những cái bản nhạc và bản còi báo này. Thế nên mà rất là nhiều chức năng. Đấy, cái con đen đen này nó chỉ có 4 loại thôi. 4 cái bản nhạc, bản còi báo thôi. Nó ít hơn cái con này các bác nhé. Ok, đợi em một chút, em kiếm cái dây đã. Đây. Chơi dây này luôn. Đây các bác nhé, cũng rất là dễ thôi. Các bác đấu nối rất là dễ. Đây, cấp nguồn vào cái vị trí 0V và 24V. Sau đó là các bác đây hướng dẫn luôn các bác đấu nối nhá. Đây các bác cấp nguồn vào vị trí là 0V và 24V này. 0V và 24V các bác nhé. Đây này, âm và dương vào 24V này. Xong các bác cấp điện vào, em bật điện nhé. Đây đang cấp điện 24V này, nó ăn là 0,3W nhé, 0,3W này, 0,34W này. Đấy, và đây là những cái chức năng còi báo và đèn báo của nó nhé. Ở đây nè, nó có sẽ từ 1 đến 6 này. Đây là chữ com nhé, em đang đấu vào dây chữ com này. Từ 1 đến 6 nó sẽ có rất là nhiều cái bản nhạc khác nhau này. Em sẽ đấu cho các bác xem nhé. Đây các bác có thể nghe nhé. Đây là số 1 này, số 2 này nó sẽ khác này. Đấy, số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. Số 6 này. Đấy, số 6 nhé. Đó là 6 cái bản nhạc này. Em gạt cái xuống này, hiện tại là số 1, số 2 đang gạt lên nhé. Em gạt số 1 xuống này. Gạt số 1 xuống này. Các bác vừa nghe 6 bản nhạc rồi, bây giờ là 6 cái khác nhau này. Đấy. Tiếp tục này.
Đấy, nó 6 cái khác nhau đúng không? Đấy. Đấy, tiếp tục này, em sẽ gạt quay trở lại, số 1 gạt lên này, em cho số 2 gạt xuống này. Đấy, em lại cắm tiếp này. Đấy, nó sẽ là 6 cái bản nhạc khác nữa các bác nhé. Sau em tiếp tục này gạt số 1 xuống này. Có nghĩa là đề số 1, số 2 đang nằm một phía đấy. Để em gạt xuống này. Đấy, nó sẽ là còi khác các bác nhé, báo khác nhé. Đấy, nó có tổng cộng là 4 chế độ và 6 bản nhạc ở đây, thì nó sẽ là 24 cái bài nhạc và chuông báo khác nhau nhé. Hôm qua là em lười test một chút, không có thời gian, chứ ngồi test nó rất mất thời gian nữa bác nhé. Đấy, còi Sinophone của Hàn Quốc các bác nhé. Con này điện 12 hoặc 24 các bác, điện 12 thì các bác đấu vào số 12 này các bác này. Đấy, 24 thì các bác đấu 24 thôi, 12, 24 đều sử dụng được nhé. Đây là còn cái điều chỉnh âm lượng này, các bác dùng cái tô vít nhỏ các bác đấu vào đây. Đây này. Đấy, nó to hơn như lúc nãy rồi đúng không ạ? Đấy. À, con này giá là 280.000 đồng nhá. À, nó đắt hơn con điện 220V một chút, tại vì điện 220V thì nó sẽ không báo được khi những cái mà sử dụng điện 220V mất điện. Còn 224V thì là có nguồn dự phòng thì dễ đấu nối, dễ báo hơn các bác nhé. Tiếp theo này, ở đây là cái con F35 này. Con này thì nó chỉ có 4 cái chế độ thôi các bác nhé. Nó chỉ có 4 bài mặc định thôi. Thế nhưng mà giá của nó chỉ có 150.000 đồng thôi. Đây. Mà F35 nhé, 150.000 đồng thôi. Đấy. Vẫn chưa cấp điện vào đen thì là số đen thì là trừ hoặc là 0V nhé. Và dương thì là 12 hoặc 24V. Đây các bác nhé. Đây, hướng dẫn cho các bác đấu nối luôn nhé. Đấy, trừ vào đây này, cộng vào đây này, 12, 24 nó ghi vào dưới nhé. Đấy, đây có chữ com này, thì các bác vẫn để một đầu dây này, các bác cấp điện vào nhé. Em cấp điện vào này, ở đây thì các bác bấm cái này, các bác giữ vào K1 này. Đấy, K1 thì nó sẽ là bản nhạc khác nhé, K2 này. Đấy, K3 này. Và K4 này. Đấy, có 4 bản nhạc khác nhau đấy thôi. Đấy, nó chỉ có 4 K1, K2, K3, K4 thôi nhá. Đây, và có điều chỉnh âm lượng thôi. Đấy. Nó ít hơn những cái con kia. Đấy, và nó không đẹp bằng nhá. Nó hình thức nó không đẹp bằng. Đó. Giá là 150.000 đồng các bác nhá. Kích thước của nó thì chỉ là 8x8 thôi các bác nhá. Bán rộng 8 và độ dày ở đây là 7cm. Đấy, mà F35 nhá, 150.000 đồng con này nhá. Tiếp theo là mã F36 nhé, có giá là 160.000 đồng này. Đấy, đây thì em có những cái kính lúp nhé, đây, các bác có thể nhìn thấy này. À, rõ cái giá của cái dưới nhé. Đây, nhìn cái kia hơi xa nhé, đây, nó to lên này. Nó to hơn là phải gấp đôi gấp 3 lần nhé, nó gọi là cái kính lúp trong nhà máy thôi. Họ chỉ cần dùng soi lên một thế thôi các bác nhé, không cần soi lớn hơn thì phải là dùng những cái kính hiển vi, kính to tướng thì nó mới soi lớn hơn nhé. Còn như kiểu là kính lúp thôi thì nó chỉ là gấp đôi gấp 3 lần thôi các bác nhé. Khung bằng nhôm và có hai lớp kính nhé, mặt này và mặt này. Giá là 160.000 đồng mà F36 nhé. Đường kính cái mặt này nó sẽ là 7,5 này, và đường kính cái mặt này nó sẽ là 9,5 này. Ở bên ngoài thì nó một cái viền và có rất là nhiều lỗ để các bác có thể gá lên nhé. Gá lên này. Đấy. Giá là 160.000 đồng mã F36 nhé. Độ dày của nó thì khoảng 4,5 đến 5cm. Đó. Mã F36 160.000 đồng một con kính lúp cho các bác nhé. Tiếp theo thì cái bình thép 22 lít của Nhật Bản sản xuất tại Trung Quốc này.
giá 950.000 đồng các bác nhé. Có đồng hồ đầy đủ này, có van an toàn này, có van một chiều này, ở dưới thì có van xả đáy các bác nhé. Bình bằng thép sơn tĩnh điện cho các bác nhé, giá 950.000 đồng. Dung tích của nó sẽ là 22 lít các bác nhé, dung tích sẽ là 22 lít đấy, dung tích chuẩn các bác nhé. Hàng một con này nó sẽ nặng 15 kg của cái bình thép này, nặng 15 kg này, áp sẽ chịu đựng là 10 cân 1 MPa cho các bác nhé, dung tích 22 lít, giá là 950.000 đồng nhé. Các bác nào cần thì liên hệ qua cho em nhé.